Kính chào Vinh Quát Tham Ná, mến chào cô Trần Đạo, mến kính chào Maharaja, kính chào Tham Má Xú Khá, mến chào cô Sài Gòn mưa nắng, kính chào Buôn Bọ, mến chào cô Hoa Nguyệt, mến chào cô Soạn Đông, mến chào cô Cẩm Vân, kính chào Hiển Mộng, mến chào Thi Lâm, kính chào IQ em đó, mến chào cô Kim Nhung, mến chào cô Nguyên Tịnh, kính chào anh chị Phan Quang Liêm, kính chào cô Thiền Lạc, kính chào Ngào Sắc, kính chào Sati Amata, kính chào người phương Nam, kính chào cây lá dứa, kính chào chiếc tá, kính chào xin ngồi nghe. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức như pháp, kính chào đạo tràng, sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh Đạt Từ Bi Hoan Hỷ, thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Như pháp xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn huynh Quách Tha Ná đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Như pháp cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn cô Soạn Đông đã mở sum và cho đạo tràng được thính pháp. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, hôm nay ngài Tỳ Siêu vào sớm mà đồng hồ con cũng còn sớm 2 phút, nhưng con xin phép được với ngài là con cung thỉnh pháp sư. Dạ, Như pháp kính mời đạo tràng cùng với Như pháp tán tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được ngài Tỳ Siêu giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, Như pháp kính lễ cô tu nữ Tịnh Lạc Quyền Quang Lâm vào đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô ta sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô ta sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô ta sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh, nghiệp bướng bề nặng gánh lo toan, ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật gợi khen, vượt sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, vị nơi đây tâm đạo tinh thành, ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Dạ, trước khi con thỉnh ngài giảng dạy bài học ngày hôm nay, con xin phép được đọc phần chánh văn và cảm ơn Minh Quách Tha Ná đã cho bài học. Bài học ngày hôm nay, kinh Tiểu Bộ Khuất Thaka Nikaya Itivuttaka chương 3 ba pháp phẩm 2 bài 61 La Mã. Điều này đã được Thể Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba con mắt này, thế nào là ba? Mắt thịt, mắt chư thiên, mắt trí tuệ. Này các tỳ kheo, có ba loại mắt này, Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Mắt thịt, mắt chư thiên, vô thượng, mắt trí tuệ, có ba loại mắt ấy được bậc vô thượng nhân đã tuyên bố trình bày sanh khởi của mắt thịt, con đường mắt chư thiên, từ đấy trí trí khởi lên tuệ nhãn là tối thượng, ai chứng được mắt ấy giải thoát mọi đau khổ. Ý nghĩa này được Thể Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Hòa thượng Tế Siêu
từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Như Pháp kính chúc đạo tràng một buổi học Pháp được an vui tiến hóa, và con kính dâng mít đến Ngài ạ. Anh đang buông thai nha. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Kính chào thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức, thượng chào tất cả quý tu nữ, quý phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài kinh số 61 của cái tập Như Thị Thuyết của chư Bồ Tát. Bài kinh nói về ba loại nhãn, tức là ba loại mắt. Tức là nhục nhãn, hay là con mắt thịt, măng sạch chặt khúc. Hai là thi nhãn, đếp chặt khúc. Ba là con mắt trí tuệ ở nhà na chắc khu, hay gọi là tuệ nhãn. Nếu mà chúng ta nói theo tiếng Việt là mắt thịt, mắt dư thiên, mắt trí tuệ. Nhưng mà chúng ta nói theo từ Hán Việt đó, thì đó là nhục nhãn, thiên nhãn và tuệ nhãn. Và ở đây chúng ta cần phải chú ý Đức Thế Tôn Ngài có đủ ba loại nhãn đó. Nhưng mà cái thi nhãn đó đi mà chặt phú, và nếu ở đây dịch là mắt chư thiên đó, thì như vậy nó hạn chế quá. Chúng tôi sẽ trình bày sau. Bây giờ chúng ta tuần tự trước hết là chúng ta nói về nhục nhãn, là có mắt thịt, măng sạch chặt khúc. Có mắt thịt ở đây tức là chỉ cho sắc thần kinh nhãn, là một cái cơ quan đối chiếu với cảnh sắc, làm chủ đương cho nhĩ thức, để cho nhãn thức sinh khởi để biết cảnh sắc đó. Thì thần kinh nhãn hay là nhãn căn, nhãn quyền, nhãn xứ, nhãn giới đều chỉ cho con mắt thịt hết. Mắt thịt này nó thuộc về sắc nghiệp kamaccha arupa, tức là mắt thịt đó, thần kinh nhãn đó là do nơi nghiệp tạo trong quá khứ.
cái hình thức của con mắt, mắt lớn hay mắt nhỏ, mắt đen hay là mắt xanh, hoặc là mắt có tròng nâu, vân vân, thì cái đó nó tùy theo cái sắc tố. Cái này nó không có liên quan đến nghiệp, nhưng mà cái sắc từ cái nhãn, tức là cái đồng tử con người, nó có cái sự tịch anh hay không, đó là do nên nghiệp. Có người có mắt sáng, có người thì mắt lem nhem, thị lực kém, cho nên cái vấn đề thần kinh nhãn đó, nhãn căn nhãn quyền, cái đó nó tùy theo nghiệp, nghiệp tạo, tùy theo nghiệp tạo. Ở đây đó, do cái phước của mỗi người mà cái thị lực của người đó kém hay là mạnh. Ở trong chú giải nói rằng cái thị lực của Đức Phật do cái phước Ba La Mật mà Ngài đã tạo trong quá khứ, cho nên bây giờ mắt của Ngài rất tinh. Trong đêm tối Ngài có thể nhìn thấy xa một giờ tuần. Một giờ tuần tức là 16 cái số ngàn. Thì một vô tuần đó, trong đêm tối Ngài có thể nhìn thấy một cái Phật nhỏ ở xa, mà không phải dùng thần thông, Ngài vẫn có thể thấy được. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng con mắt của một người có thể lực đặc biệt bén nhạy, thấy rõ thấy xa, đó là do nhờ cái nghiệp thiện, cái phước mà người đã tạo. Còn người sinh ra bị mờ mắt hay là bị mù mắt, đó là do nơi ác nghiệp mà họ đã tạo. Ở trong cái thần kinh nhãn, trong cái bọn tình kinh nhãn đó, cái bọn sắc này nó có đất nước lửa gió, sắc thi vị và dưỡng tố, cộng thêm sắc thần kinh nhĩ và sắc mạng quyền nữa. Như vậy tám sắc bất ly, sắc thần kinh nhãn và sắc mạng quyền để duy trì cái tế bào sắc, tế bào thần kinh đó. Thì chúng ta có tất cả là đất sắc căn, là pháp, là 10 sắc ở trong một bọn. Khi mà chúng ta nói đến điều này đó, thì chúng ta cũng cần phải biết tại sao mà chúng ta nói kỹ như vậy. Bởi vì khi mà chúng ta học về thắng pháp, chúng ta nói đến mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, là chúng ta nói đến 10 sắc thần kinh đó. Thì 5 sắc thần kinh đó là sắc nghiệp tâm chả rung bát. Rồi lại nữa,
chúng tôi phải trình bày như vậy bởi vì nó có liên quan đến thiên nhãn. Người bị mù, người đó không thể có thiên nhãn được, mặc dù thiên nhãn là thần thông, nhưng mà nó phải dựa vào cái nhục nhãn cũng như thiên nhĩ thông, là cái thính giác. Dù cho nghe cái tiếng của chư thiên ở xa thì cũng phải nương vào cái sắc thần kinh nhĩ, tức là cái lỗ tai, còn thính vân vân. Thì như vậy là thiên nhãn ở đây đó, chúng ta phải hiểu là có mắt thần thông. Điếp chấp khú tất cả những cái gì nó là thị lực, nhìn được xa, nhìn được sắc tế, nhìn thấy xa, thấy được sắc tế, thì cái đó đều gọi là điếp chấp khú cả. Mặc dù chữ điếp bá thường dịch là thiên, nhưng mà ở đây chúng ta đừng có nghĩ hiểu là chư thiên không, bởi vì điếp chấp khú đó như là tôn giả Anuruddha khi ngài chứng thiền có thần thông ngài đệ nhất về thiên nhãn điếp chấp khú, là ngài có thể nhìn thấy xa hơn các vị tỳ kheo khác. Ở đây thiên nhãn đó, nó có ba trường hợp. Do năng lực quá sanh, upapathika, như là chư thiên, Yasva, Cà Thác Bà, Atula, tất cả những loài hóa sanh đó họ đều có con mắt nhìn xa, nhìn sắc tế, cho nên chúng ta gọi đây là một loại thiên nhãn. Đức Trời Đế Thích cũng như Tứ Đại Thiên Vương, các vị chư thiên đó đều là hóa sanh, cho nên ngài có thiên nhãn. Từ ở trên cổ trời Tứ Thiên Vương hay cổ trời Đấu Xuất, mà nếu mà bảo tọa bị nóng á, bảo tọa cũng Đức Trời Thích ở trên cõi trời Đau Lợi mà bị nóng đó, thì Đức Trời Thích ngài mới dùng thiên nhãn để xem con ở dưới cõi người có cái sự kiện gì xảy ra. Thì khi mà thấy Đức Thế Tôn hoặc là một vài vị tỳ kheo A La Hán mà ngài đang gặp người quấy phá, thì lúc bây giờ các vị chư thiên đó, Đức Đề Lễ Thích ngài sẽ hiện xuống để mà ngài giải quyết, không có để gây phiền phức cho các ngài. Thì vậy chúng ta gọi là bậc có thiên nhãn, bậc quá sanh là bậc có thiên nhãn. Thứ hai là một người xài bồ chú, sẽ chú thuật. Khi mà họ xài bùa, xài chú thuật, họ có một năng lực phi thường, là họ có thể nhìn thấy được các cái loài phi nhân ở gần đâu đó chung quanh. Nhưng mà cái đó thì nó chỉ thứ yếu thôi, chứ không phải là mạnh. Bởi vì bùa chú có khi nó không linh, thưa quý vị, do cái tâm bị phóng dật hay là do cái tâm tà. Một người xài bùa chú mà họ có cái tà tư duy, dục tư duy, sân tư duy, v.v.
thì nó làm cho bùa chú mất linh. Do đó thiên nhãn mà do chú thuật á, do bùa chú, cái thiên nhãn đó nó không có bền. Nhưng mà có một loại thiên nhãn là do nơi đắc thiền định, một khi đã chứng được ngũ thiền sắc giới, nhập ngũ thiền sắc giới làm thiền cơ, là thiền nền tảng, gọi là Chanapadaka, Chana. Thiền cơ đây là ngũ thiền, nhập thiền cơ xong rồi, vừa xả thiền thì bị đó khởi lên một cái ý muốn, một cái tác ý là ta sẽ thấy các vị chư thiên, hay thấy loài ngạ quỷ, thấy các loại hóa sanh ở trên mặt đất hoặc là ở ở trên các cõi trời, thì liền lúc đó vị này mở mắt nhìn thì vị đó sẽ thấy, mở mắt nhìn phải thấy. Chứ còn nếu mà đắc thiên nhãn kìa, nhưng mà vị đó nhắm mắt lại không có nhìn thì vị cũng không thấy. Mắt thịt của mình có vậy chứ nó cũng quan trọng lắm, nó hỗ trợ, nó hỗ trợ cho thiên nhãn. Thiên nhãn này nó lại có ba, cho nên ở đây đó, chữ Dipachakhu mà dịch lẫn mắt chư thiên là chúng tôi không có mấy gì đồng ý, là bởi vì thiên nhãn của một vị mà có thần thông, khi mà đắc ngũ thiền, vị đó có được thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, biến hóa thông và túc mạng thông, có năm thần thông đó, thì thiên nhãn này cái nghĩa thứ nhất là cái thị lực mà có thể trông thấy sắc tế, thấy hình dáng của các vị chư thiên hay ngạ quỷ của các loài hóa sanh, và thấy được những gì muốn thấy ở xa, ở cách xa mình mà có mắt thường chúng ta cái tầm nhìn không thể thấy được, nhưng mà hễ có thiên nhãn hỗ trợ thì thấy xa được. Ở trong thân thể đạo nói rằng Dipachakhu nó còn có cái loại thứ hai nữa, Yatha Kamupaga Dipachakhu. Tức là thấy tùy nghiệp, của chúng sanh. Khi mà một người họ đi đến Đức Phật, họ có một cái sự kiện gì đó xảy ra trong đời sống của họ, Ngài dùng thiên nhãn, Ngài thấy được cái do cái duyên nghiệp ở quá khứ nó như thế nào, duyên nghiệp của người này trong quá khứ như thế nào, thì Ngài có được cái thiên nhãn này thấy. Cái đó gọi là Yatha Kamupaga. Còn một cái loại thiên nhãn nữa gọi là Chutupapa Tanyana, tức là sanh tử thông,
Cái này cũng thuộc về thiên nhãn điểm mà chặt khúc. Nhưng mà thiên nhãn này đó, là nhìn thấy cái sự chết và cái sự tái sanh của loài hữu tình. Khi mà đi qua đá tá, chết, sanh xuống địa ngục, Đức Thế Tôn Ngài cũng thấy, Ngài thấy Ngài biết, Ngài mới báo cho Cẩm Vị Tỳ Kheo. Vua Thiện Giác chết sanh xuống địa ngục do chặn đường thất thực của Đức Phật, Ngài cũng thấy cũng biết, tùy theo để họ tái sanh, chết ở đây tái sanh ở cảnh giới nào, Ngài thấy Ngài biết hết. Và hậu Malika, vợ của vua Vasenadi, suốt cuộc đời bà làm phước, bà là đệ tử của Đức Phật, bà có trí tuệ khôn ngoan, bà hướng dẫn cho vua Vasenadi hướng theo Phật pháp. Thế nhưng trong giờ phút lâm chung, bà hối hận lúc xưa khi bà mới gả vào hoàng cung cho vua, lúc đó chưa phải là Phật tử, bà đã có lần bà nói dối với đức vua chồng, đức vua Vasenadi. Nhưng mà tại vì đức vua là người quá thật thà, cho nên vua cả tin, nên bỏ qua cái chuyện đó. Nhưng mà riêng hoàng hậu Malika cảm thấy hối hận, và do hối hận về bà đã chết sanh xuống địa ngục. Vua Vasenadi thương tiếc hoàng hậu Malika, nên sau khi quả tán xong, liền đi đến chùa định hỏi Đức Phật xem cô hoàng hậu Malika chết tái sanh vì đâu. Đức Thế Tôn Ngài thấy rõ bằng thiên nhãn, Ngài biết hoàng hậu Malika giờ phút lâm chung bị cái tâm hối hận như vậy, cho nên đã sanh xuống địa ngục. Nếu mà bây giờ Ngài nói thật, Ngài trả lời thật cho đức vua biết là hoàng hậu Malika đã sanh xuống địa ngục, thì vua ông sẽ mất niềm tin, ông sẽ có cái tà kiến suy nghĩ như vậy là làm thiện không có quả báo tốt. Cho nên Đức Thế Tôn Ngài đã dùng thần thông để ám cái tâm của vua Vasenadi. Ông vua đi đến đảnh lễ Đức Phật, hỏi thăm sức khỏe, rồi ngồi nghe Đức Phật này thuyết pháp thôi, rồi ông ta đi về, ông ta quên hỏi. Ngày thứ hai cũng vậy, ông ta cũng quên hỏi ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, cho đến ngày thứ bảy. Với thiên nhãn thanh tịnh sư dân, Đức Thế Tôn đã thấy được hoàng hậu Malika thoát khỏi cảnh giới địa ngục và tái sanh về cõi trời. Đức Thế Tôn Ngài mới thu hồi thần thông. Vua Vasenadi sáng hôm đó vua quyết định đi đến chùa, vừa gặp mặt Đức Phật là phải hỏi liền, chứ hổng trời 6 ngày qua cứ quên. Thì ông vua đâu có biết rằng là vì Đức Thế Tôn Ngài muốn bảo toàn cái đức tin của vua, cho nên Ngài đã làm cho sáng những ngày qua ông ta quên. Tới ngày thứ bảy thì Đức Thế Tôn Ngài thu hồi thần thông. Vua Vasenadi mới đến hỏi Đức Phật và hậu Malika chết sanh vì đâu. Thì Đức Phật đã nói rằng: thưa đại vương, và hậu Malika là người có nhiều phước báo, cho nên đã được sanh về cõi trời. Trả lời thật như vậy mà thiệt, ngày hôm đó thì và hậu Malika sanh về cõi trời. Ông vua nghe vậy, ông quan hỷ quá, ông tán thán: như vậy là phải, như vậy là phải. Hoàng hậu Malika đã tạo nhiều cái công đức phước báo thì xứng đáng được sanh về cõi an lạc. Những cái trường hợp đó là những trường hợp mà Đức Phật này dùng thiên nhãn, thưa quý vị. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải hiểu rằng Dipachakhu là thiên nhãn đó. Nó có ba. Một là thiên
nhà có mắt thần thông, hai là nhãn lực của các vị hóa sanh, ba là nhãn lực của các vị mà họ xài chú thuật. Nhưng riêng về thiên nhãn đó, thiên nhãn và thần thông đó, thì nó lại có ba trường hợp khác nữa, tức là thấy được sắc thô sắc tế ở gần xa của các loại hóa sanh. Thứ hai nữa là ngài thấy cái duyên nghiệp của chúng sanh, thấy biết được duyên nghiệp của chúng sanh, do duyên nghiệp quá khứ như thế nào mà bây giờ sanh lại đây phải gặp cái trường hợp như vậy. Và thứ ba là thiên nhãn, là ngài thấy được một chúng sanh chết ở đây tái sanh ở cảnh giới khác do cái duyên nghiệp gì. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng thiên nhãn không phải là mắt chư thiên rồi chờ khi nào sanh lên cõi trời chúng ta mới có thiên nhãn, mà ngay ở trong cõi người của chúng ta, nếu mà chúng ta tu tập thiền định, thiền chỉ, samatha, phavana, mà chúng ta đắc được nhị thiền, đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, chúng ta có được cái thiên nhãn để chúng ta thấy được. Nhưng mà thường thiên nhãn mà các vị thinh văn đắc chứng thì các vị đó thấy được cái chư thiên, thấy được ngạ quỷ, thấy được hình sắc của các loài hóa sanh, các vị thấy được gì. Nhưng mà riêng về thiên nhãn mà thuộc loại tùy sở nghiệp thì cái đó các hạ thinh văn ít có người bị được biết tới, ít có vị biết đó. Nhưng mà nếu có biết chăng thì biết hạn chế, cho dù ngài Xá Lợi Phất đi nữa, ngài có thần thông, ngài cũng đắc được lục thông, cũng có thiên nhãn, nhưng mà ngài không có biết được cái duyên nghiệp của chúng sanh đâu. Ngài tiếp độ cho vị tỳ kheo xuất gia, thường thì các vị tỳ kheo, những thiện nam tử mà xuất gia do ngài Xá Lợi Phất hướng dẫn, thì ngài dạy cho họ cái pháp thiền theo cái cách của ngài ưa chuộng. Cho nên ngài dạy cho vị tỳ kheo đó về cái quán thân bất tịnh. Nhưng mà vị tỳ kheo này thực hành cái đề tài đó, đề mục thiền quán đó, trong một tuần lễ đầu mà không có ứng chứng gì cả, do nó không có hợp với trình độ. Bởi tôn giả sẽ lưu tán ngài không có biết được cái tiền căn. Khi mà ngài dẫn vị tỳ kheo đó đến Đức Phật, thì Đức Phật ngài biết được vị tỳ kheo này xưa kia trong quá khứ đã 500 kiếp liên tục làm người thợ kim hoàn, tức là người thợ chuyên mài dũa ngọc và đá quý, và chế tác ra các loại nữ trang bằng vàng bằng bạc. Cho nên cái tâm nhìn tỉnh tướng nó quen rồi, bây giờ mà cho niệm quán thân bất tịnh thì nó không có tác dụng được. Đức Phật đã biết như vậy, ngài mới cho vị tỳ kheo đó đi một cái ngõ khác. Sau khi đi dạy vị tỳ kheo đó, sau khi Phật tử xong ăn sau khi đi Phật tử ăn xong trở về,
ngươi hãy ra ngoài bờ, ra ngoài hồ sen, trước cửa chùa Chitawana, ngồi đó mà ngắm nhìn bông sen nở. Thì lúc bây giờ Đức Phật trong hương thức Ngài đã dùng thần thông tạo ra những cánh sen hồng đẹp nở rộ dưới ánh nắng trong cái cơn gió mát, sóng gợn lăn tăn, làm cho tâm vị tỳ kheo này cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Vị này nhìn cảnh vật hữu tình và nhìn cái màu sắc của hoa sen nó đẹp làm sao đâu, hữu tình làm sao đâu, thơ mộng làm sao đâu. Lúc đó vị tỳ kheo đang mải mê ngắm nhìn cái hoa sen tươi đẹp. Thì lúc bây giờ trong hương thức Đức Thế Tôn Ngài đã dùng thần thông làm cho hoa sen đó nó nhanh chóng úa tàn. Đang nhìn thấy màu hồng tươi như vậy đó, thì tự nhiên nó ngã màu trắng nhạt, rồi nó màu trắng khô, và những cánh sen nó rơi lụng lả tả, chỉ còn lại gương sen. Rồi từ cái gương sen màu xanh nó chuyển sang màu vàng, rồi màu nâu, rồi nó khô héo, nó gãy cọc xuống. Vì cái sự biến chuyển quá nhanh như vậy, cho nên vị tỳ kheo này với cái tư tưởng tuệ quán, vị đó nhận kịp ra được cái lý vô thường anh đến cho tôi, và vị đó chính là A-la-hán quả. Thì chiều lại tôn giả Sa Lợi Phất Ngài mới đến để Ngài dẫn vị tỳ kheo đó về, và Đức Phật lại xác chứng về cái quả vị mà vị tỳ kheo đã chứng đạt được. Chư tỳ kheo mới ngồi bàn bạc với nhau: ôi Phật lực vô biên, vị tỳ kheo đệ tử của tôn giả Sariputta, chính tôn giả Sariputta còn không biết được cái tiền nghiệp của cái tiền căn của vị này để dạy cho đề mục thích hợp đắc được đạo quả, mà đi đến Đức Phật thì Ngài đã dạy cho chỉ trong một buổi là đã chứng quả La Hán. Đức Phật Ngài ngự đến tại giảng đường ngày hội, các vị tỳ kheo mới trình bày Đức Phật về đề tài mình đang thảo luận. Thì Đức Phật Ngài cho biết rằng biết được cái trình độ căn cơ của chúng sanh bằng thiên nhãn thanh tịnh đó, thì cái này là Phật phước, cái này là trình độ của vị chánh đẳng giác, chứ không phải là trình độ của hàng thinh văn. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng là cái sanh tử thông thì các ngài bị giới hạn, nhưng mà tùy nghiệp vãng sinh đó thì cái đó thiên nhãn này chỉ có bậc A-la-hán chánh đẳng giác như là ngài mới tỏ tường. Còn phần lớn thì các vị thinh văn, các vị A-la-hán thinh văn mà đắc được nhãn thông ở trong ngũ thông là các ngài thấy biết được chư thiên hay là ngạ quỷ. Như ngài Bồ Liên, ngài đi từ núi lên thú xuống, ngài dùng thiên nhãn ngài thấy có các loại ngạ quỷ, 24 loại ngạ quỷ ở giấc dơ giấc dưỡng trên núi, hoặc là trong xuống triền núi, hoặc là những khu rừng rậm. Ngài đi với ngài Bindola, lúc đó ngài Bồ Liên ngài mỉm cười. Thì ngài Bindola Pharado chán, ngài mới hỏi: hiền giả cười chi? Thì ngài Mục Liên ngài mới nói rằng: khi nào mà về đến Rajagaha trước mặt Đức Thế Tôn thì hiền giả hãy hỏi tôi cái đó.
để thỉnh Đức Thế Tôn Ngài trình bày cho biết. Thì khi về đến chùa Willowana đảnh lễ Đức Phật xong, thì Ngài Vinh Đô La Pharado Chá Ngài mới đặt lên câu hỏi: này thì giả Mokkalana, từ trên núi Vichakuta đi xuống hiện giả mỉm cười là hiện giả trông thấy cái gì? Mà hiện giả mỉm cười thì Ngài một liên Ngài mới cho biết rằng Ngài với thiên nhãn Ngài được các thứ ngạ quỷ, các Ngài thấy được những cái chúng sanh kỳ hình dị tướng đang sống trâu nổi dớt dưỡng chung quanh đó. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn Ngài bảo rằng: này các tỳ kheo, đó là các chúng sanh ngạ quỷ bê tắc. Những chúng sanh này xưa kia vừa thành đạo thì Như Lai đã thấy rồi, nhưng mà nếu mà lúc đó Như Lai nói ra thì không có ai tin. Nay đã có Mokkalana thấy, tức là có cái người làm chứng, thì Như Lai sẽ giảng về các loài ngạ quỷ, rồi Ngài mới giảng về 24 loài ngạ quỷ. Này trong lục tạng có ghi rõ lắm thôi. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là thiên nhãn mà thuộc về có mắt thần lực để mà nhìn thấy sắc tế của các loài sanh đó, thì A-la-hán kinh văn cũng vẫn có được. Đó là chúng ta nói về thiên nhãn. Bây giờ chúng ta nói đến tuệ nhãn, gọi là Panya Chakhu, hay là Jnana Chakhu. Cái chữ Panya đó hay là chữ Jnana chúng ta đều xài được, trong hai nghĩa chúng ta xài được hết. Chữ nhà nó thấy chắc khổ, chữ bà nhà chắc khổ. Ở đây trong chú giải thích thì cái này gọi là cái trí tuệ mà thấy được tâm tướng. Thứ nhất, Anicchanti Panyaviti Dukkhang, Dukkhanti Panyaviti Anatta Panyaviti Vô Tận, tức là thấy được vô thường, biết được vô thường, biết được khổ, biết được đây là vô ngã. Lakhana Dito Yatha Sphava Pativetha Lakhana Akhalita Pavetha Lakhana. Cái này gọi là tuệ nhãn. Như vậy khi mà chúng ta hành thiền quán mà chúng ta tùy quán vô thường Anicca Nupassana Dukkha Nupassana Anatta Nupassana, tức là đạt được 16 cái tuệ minh sát đó. Trong đó có những cái tuệ như là Sammasana Jnana, tức là tuệ quán phổ thông, thấy vô thường khổ đau vô ngã, thì cái đó gọi là tuệ nhãn. Nhưng mà ở đây đó,
Chữ tuệ nhãn còn có nghĩa là Asavakkhayajñāna Saṅkhata Paññā, tức là cái tuệ đoạn trừ lậu hoặc, đoạn trừ các lậu hoặc, cũng gọi là tuệ nhãn, hay là tuệ thấy được tứ đế cho tứ sách chát dasana thì nó cũng là tuệ nhãn. Thấy được tứ đế là thấy như thế nào? Như ở trong bài kinh Tham Mắt Chắc Cấp Của Quá Tân Á, chỗ mà chắc không Udapa đi nhà năng Udapa đi bà nhà Udapa đi với cha Udapa đi alo bộ Udapa đi thì nhãn đã phát sanh trí, đã phát sanh tuệ, đã phát sanh minh, đã phát sanh quang, đã phát sanh. Sanh khởi biết cái gì? Biết rõ là Dukkhaṃ Ariya Sacchaṃ, biết đây là khổ. Nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh, biết khổ thánh đế này cần phải biến tri. Dukkhaṃ Ariya Sacchaṃ Parinyai Yanti là biết cái khổ thánh đế cần phải. Rồi nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh, biết cái gì? Dukkhaṃ Ariya Sacchaṃ Parinyā Tanti, khổ thánh đế này ta đã biến tri rồi, tức là đã thật sự chứng được rồi. Thì như vậy đó, tuệ nhãn phát sanh thấy tứ đế qua ba luân 12 chuyển, ba luân 12 chuyển hay ba luân 12 thể, tức là ba luân sách chăng, sách chân nhà nó, kinh chân nhà nó và khát tăng nhà nó. Đây là khổ, khổ cần phải biến tri, ta đã biến tri. Đây là tập, tập cần phải đoạn trừ, ta đã đoạn trừ, là sáu. Đây là diệt đế, diệt đế cần phải tác chứng, ta đã tác chứng, là chín. Đây là đạo đế, đạo đế cần phải tu tập Pavitappa, Pavitappa ta đã tu tập viên mãn, gọi là pha quý tâm. Thì như vậy là 12. Như vậy thì cứ ba tiếp bỉ quý tâm là ba lưng, đoa ca sa ca răng là 12 thể. Thì trí chắc không u đa ba đi nhà na u đa ba đi bà nhà u đa ba đi quý cha u đa ba đi a lô cô u đa ba đi qua ba lưng 12 chỉ. Như vậy đó thì chúng ta gọi đó là bài nhà chắc khúc. Nếu mà chúng ta học Phật Pháp đó thưa quý vị, chúng ta đọc sách nhiều, chúng ta hiểu nhiều đó, thì chúng ta sẽ rõ biết cái chỗ này dễ lắm. Ở đây có một cái đoạn chú giải rất là lý thú thưa quý vị, là chú giải này lý thú. Ê tê số là cho trong những cái nhãn đó đó, trong ba cái loại nhãn đó, mang chắc chắc khúc bà đế tăng nhục nhãn, tức là mắt thịt đó, thì nó thuộc về cái pháp hy thiểu. Cái pháp hy thiểu là pháp nhập giới, bởi vì thần kinh nhãn là sắc, sắc thần kinh nhãn là sắc quẩn,
và thuộc pháp dục giới. Đến và chất khúc mà hắc cà tâm, tức là thiên nhãn ở đây nó thuộc về pháp đấu đại, tức là nó thuộc về thiền chức. Cho nên cái chỗ này đó quý vị, đến và chất khúc mà hắc cà tâm, cái chỗ này mà tại sao chúng ta nói là đến và chất khúc không nên dịch là con mắt chư thiên. Bởi vì ở đây thưa quý vị, chư thiên không có đắc thiền làm sao mà gọi là đáo đại được, làm sao có tâm, có thiên nhãn đáo đại. Mà thiên nhãn được gọi là pháp đáo đại là bởi vì thiên nhãn nó thuộc về, nó thuộc về cái tâm thần thông do ngũ thiền. Cho nên itaram appamanam, còn lại tức là paññā cakkhu đó, thì appamānaṃ là vô lượng. Như vậy nếu mà nói theo đầu đề tam đó, bhadita dhamma mahakata dhamma appamāna dhamma đó, thì nhục nhãn là pháp hy thiểu, thiên nhãn là pháp đáo đại, và tuệ nhãn thì nó có phần thuộc về pháp vô lượng, tức là chỉ cho cái tâm siêu thế. Mang sách chắc khu rụp băng, nhục nhãn nó là sắc pháp. Itarani arupani, còn hai loại nhãn khác tức là thiên nhãn và tuệ nhãn thì nó thuộc danh pháp hay gọi là phi sắc. Arupani phi sắc. Bây giờ mà đọc chú giải thấy nghe mấy cái này đó quý vị, chúng ta mới thấy cái giá trị của cái việc mà chúng ta học thắng pháp. Học thắng pháp cho nhiều lên, rành rẽ thì chúng ta đọc chú giải chỗ này là chúng ta không có gì trở ngại cả. Hãy chúng ta có cái vốn từ Pali rồi thì cộng thêm cái tri kiến thắng pháp nữa thì cái này dễ hiểu. Cũng như khi mà chúng ta nói đến măng sách chắc khú, điếp và chắc khú, lupiya, lupiya ni, sao, sasawa ni, rupa, wisya ni. Nhục nhãn với thiên nhãn đó thì nó thuộc pháp hệ thế là hữu lậu. Cảnh giới hữu sắc, itaram anuttaram, còn tuệ nhãn thuộc về siêu thế, siêu thế anasawan là vô lậu, cetusaccha visyan nó thuộc về phẩm vức tứ đế, cái đối tượng của nó là tứ đế. Bởi vì tuệ nhãn là thấy được tứ đế, cho nên đối tượng quý sa giá ở đây là đối tượng. Còn đối tượng của nhục nhãn, thiên nhãn là cảnh sắc, rupa quý sa giá ni. Mang sắc chất khu ập gia cà tăng, nhục nhãn nó là pháp vũ khí, bởi vì nó là sắc pháp. Đi bạch chất khu si gia, khu sa lăng si gia ập gia cà tăng, thiên nhãn thì có thể là thiện mà có thể là vũ khí. Bởi vì nếu mà thiên nhãn thông mà thuộc về thông thiện, tức là ngũ thiền thiện á, thì cái đó được gọi là thiên nhãn thông thiện. Còn thiên nhãn thông mà thuộc về tâm tố, thiên nhãn thông của vị A La Hán thì gọi là pháp vô ký. Cũng thế tathā paññā cakkhu, cũng thế tuệ nhãn thì có thiện có vô ký. Bởi vì tuệ nhãn mà thuộc về tâm đạo thì đó là thiện,
là pháp thiện của Sa Lâm. Mà tuệ nhãn mà thuộc về tâm quả xu thế thì nó là pháp vũ khí. Thêm nữa là bằng sắc chắc khu ca ma quá trà răng, nhục nhãn tức là thần kinh nhãn mắt thịt đó, thì nó là cái pháp dục giới ca ma quá trà răng. Còn điếp chắc khu rupa quá trà răng thì nhãn ở đây là nó thuộc về sắc giới, bởi vì đắc ngũ thì sắc giới mà thần thông thuộc sắc giới. Itarang rupa Lokuttaranti. Còn tuệ nhãn thì thuộc siêu thế. Evamadi Vipaga Veditappa. Cái sự phân loại về ba cái loại nhãn nó là như vậy, cần hiểu như vậy. Dễ quá thôi, không có khó. Nếu mà Phật tử chúng ta nghe pháp đó, mà chúng ta cộng thêm cái kiến thức mà học phi diệu pháp đó, cho rành rẽ, thì quý vị khi mà trình bày đến đâu thì quý vị sẽ hiểu đến đó. Đơn giản vậy. Thì hôm nay chúng tôi chỉ trình bày cái bài kinh 61 có ý nghĩa vậy thôi. Các Phật tử chúng ta cũng hãy ôm nhắc lại để chúng ta nhớ, chúng ta biết, chứ đừng có học pháp mà trí tuệ chúng ta cứ trí tuệ bóc vế. Khi mà chúng ta đang ngồi như thế này, bóc vế nó nằm ngang, chúng ta để cái quyển sách hay là chúng ta để cái vật gì ở trên cái đùi, cái bóc vế của chúng ta được mà đứng dậy thì rớt hết. Chúng ta phải làm sao cái trí tuệ chúng ta như là cái thao lật ngửa vậy đó, chứa đựng nước đem đi đâu cũng, hoặc là như cái ly đựng nước, cố gắng. Và hy vọng rằng các vị sẽ được tiến hóa. Bây giờ thì chúng ta hồi hướng nghỉ, xin cùng thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh Quang Hỷ chúc phúc phước báo cho rùm Nam Mô Bổn Thầy. Vata sapa mangalang rakhanto sapa de vata sapa buddha nai pha vena sada sati bhavan tuite vata sapa mangalang rakhanto sapa de vata sapa dhamma nai pha vena sada sati bhavan tuite vata sapa mangalang rakhanto sapa de vata sapa sangha nai pha vena sada sati bhavan tuite. Tất cả anh phương hoàng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà oai đức của chư Phật, do nhà oai đức của giáo pháp, do nhà oai đức của chư Tăng, có sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú là mình thay. Chúng con kính tri ân Thượng Hòa Thượng Tệ Siêu, Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng Sư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới ôn bài và học pháp. Dạ, chúng con kính tri ân Chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử.